hạnh phúc sẽ đong đầy khi hai trái tim luôn hướng về nhau. Khi Phương Nga đăng quang Á hậu, Bình An hoang mang nhưng không buông bỏ, phấn đấu để đuổi kịp. Cũng có rất nhiều những suy nghĩ, hay là nên dừng lại, hay là nên đi tiếp, hay là thôi. Anh Tú không so đo với vợ, tự thấy Diệu Nhi có sự nghiệp nổi bật hơn là lẽ đương nhiên. Mình không có so đo với vợ mình, tại vì diễn xuất hơn thì cũng đúng thôi, lớn hơn, Diệu Nhi lớn hơn 2 khóa. Thi Diễm từng thấy thua kém chồng nhưng Lương Thế Thành tâm lý giải vây cực tinh tế. Thu Trang không chê khi tiến luật chưa có gì, tự lùi lại cho chồng bước ra tỏa sáng. Kết hôn với người cùng ngành sẽ có những cái lợi nhưng cũng sẽ có những trở ngại, nhất là khi danh tiếng đôi bên chênh lệch. Những lúc này chỉ có sự chân thành hướng tới đối phương mới giúp họ giữ lửa hôn nhân thật tốt. Phương Nga và Bình An đang là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất trong Vbiz hiện nay. Sau khi về chung nhà, cặp đôi thường xuyên tấu hài, mang tới những chiếc clip thú vị cho cộng đồng mạng. Qua đây cũng thấy Bình An luôn nhường nhịn, cưng chiều vợ hết mực. Cả hai hẹn hò từ năm 2018 khi chưa có gì trong tay, rồi Phương Nga thành á hậu và họ phải giấu giếm chuyện tình cảm. Thời điểm ấy tình cảm của cả hai cũng có trục trặc. Bình An lo lắng sau khi danh tiếng lên thì Phương Nga sẽ bỏ mình theo một đại gia nào đó. Nhưng tình cảm của nàng hậu luôn kiên định. Sau một lần đi đón người thương, nhìn thấy cô mặc váy dài đi sự kiện, Bình An đã nghĩ mình muốn mua ô tô để bạn gái được nở mày nở mặt. Từ đó, nam diễn viên này lại nỗ lực từng chút một để tiến lên xứng tầm với người mình yêu. Đàn ông là phải đương đầu với lại là sóng to biển lớn, nên là tự vả vào quan niệm của mình. Và chấp nhận điều đấy luôn, có sao đâu. Anh Tú và Diệu Nhi cũng là cặp đôi đông fan nhất nhì hiện nay. Khán giả cực kỳ thích sự đồng sức đồng lòng và vì nhau của cả hai. Cùng là diễn viên, anh Tú từng bị cho là kém vợ về cả diễn xuất lẫn danh tiếng, nhưng chàng nam thần này không hề chạnh lòng, ngược lại còn vui nữa. Anh Tú chia sẻ rằng bản thân không so đo với vợ bao giờ, ngay cả hai chữ vợ chồng, chữ vợ cũng đặt trước chữ chồng mà. Tôi cũng thấy bình thường khi Diệu Nhi có sự nghiệp nổi bật hơn mình. Thứ nhất, tuổi nghề của cô ấy nhiều hơn tôi, là đàn chị hơn tôi 2 khóa trong trường. Chưa kể cô ấy được trải nghiệm nhiều sân khấu khác nhau, có nhiều va chạm hơn. Với sự nỗ lực của Nhi khi đi làm nhiều như thế, vất vả nhiều như thế thì chắc chắn cô ấy phải xứng đáng hơn tôi. Từng có lần anh Tú tiết lộ Diệu Nhi cũng là một trong những thần tượng của mình nữa đấy. Trong mắt anh ta chẳng một ai hơn được Diệu Nhi cả. Tú không có bao giờ mà so đo hay là hơn thua với Nhi về mấy cái chuyện này đâu. Tú chỉ hơn thua với Nhi về lượt like trên social thôi. Hiện tại Thúy Diễm ngày càng gây chú ý sau những vai diễn ấn tượng xuất hiện liên tục từ màn ảnh nhỏ tới màn ảnh rộng. Thế nhưng trong gia đình của cô thì rõ ràng Lương Thế Thành nổi tiếng trước. Anh bén duyên với phim ảnh từ sớm, nổi tiếng nhanh nhờ vẻ ngoài điển trai cùng hàng loạt tác phẩm đình đám. Thúy Diễm từng cho biết khi mới về chung nhà cô luôn cảm thấy mình thua ông xã nhiều thứ. Tuy nhiên điều đó nhanh chóng được niềm hạnh phúc hôn nhân lấp đầy. Lương Thế Thành luôn lắng nghe, quan tâm đến vợ, anh chủ động đưa hết các xê cho vợ nắm giữ. Những năm trở lại đây anh cũng ít tham gia phim ảnh, ở nhà với con để vợ ra ngoài thỏa thích thể hiện và tỏa sáng. Thu Trang và Tiến Luật đến với nhau khi đàng gái đã là diễn viên có tên tuổi nhưng đàng trai thì chưa có gì. Tiến Luật thậm chí còn cầu hôn Thu Trang bằng một chiếc bánh bao nữa, nhưng cho tới sau này nữ diễn viên vẫn khẳng định chưa bao giờ hối hận khi kết hôn với nam danh hài. Sau khi về chung nhà, dần dần Thu Trang không còn xuất hiện nhiều tại các hoạt động công khai nữa, chị đẹp chuyển hướng sang sản xuất phim, lui lại để Tiến Luật ra ngoài tham gia sâu và tỏa sáng. Đây là việc chị đẹp chủ động vì chồng. Mấy năm qua, anh Luật ra ngoài làm nhiều hơn tôi, anh ấy đi sâu thực tế, đứng tên kinh doanh, mở cửa hàng. Tôi mừng vì chồng mình ngày càng thành công. Chính sự hậu thuẫn của vợ đã giúp Tiến Luật ngày càng nổi tiếng và được yêu thích nhiều hơn.